vị đang đến với những bản tin Hoa Kỳ. Mở đầu bản tin cho biết Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ. Điện Kremlin loan báo quốc gia này vừa mới trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ, đồng thời cho biết sẽ áp dụng chính sách này tại những quốc gia khác trên thế giới. Sau khi chính quyền London và Washington lên tiếng cáo buộc Nga là kẻ chủ mưu đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal, ngoài ra, tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố St. Petersburg cũng buộc phải đóng cửa, trong bối cảnh đây được xem là một hành động trả thù của Nga đối với Tây Phương. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố quyết định của Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Hoa Kỳ chứng tỏ Nga không quan tâm đến ngoại giao và Washington có quyền có hành động thêm nữa. Đại sứ Mỹ John Huntsman tại Nga cũng được lệnh đóng cửa tòa lãnh sự ở St. Petersburg, hành động ăn miếng trả miếng đối với việc Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Seattle. Đại sứ John Huntsman bị Bộ Ngoại giao Nga triệu tập lên Bộ Ngoại giao Nga để thông báo rằng 60 nhà ngoại giao Mỹ có thể có một tuần để rời khỏi Nga. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ gặp gỡ tân cố vấn an ninh quốc gia bất chấp những xung đột trên chính trường. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ John Mattis đã vừa đích thân ra tiếp đón tân cố vấn an ninh quốc gia John Bolton ngay tại khuôn viên Ngũ Giác Đài, trong bối cảnh cả hai đều có cái nhìn khác nhau đối với những vấn đề đang gây tranh cãi hiện nay. Ông John Bolton hiện đang được ví như con chim ưng hung bạo, người có chủ trương áp dụng các biện pháp quân sự cứng rắn đối với Iran và Bắc Hàn, chứ không muốn giải quyết thông qua đường lối ngoại giao. Một vài lời đồn đoán trước đó cho rằng giữa ông Mattis và Bolton sớm muộn cũng sẽ xảy ra xung đột. Cách đây khoảng vài tuần lễ, Tổng thống Trump đã sa thải Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson, đồng thời bổ nhiệm ông John Bolton vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia thay thế cho ông H.R. McMaster. Tổng thống Donald Trump gửi lời chào từ biệt Giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc đương kim Tổng thống Hoa Kỳ. Donald Trump đã gửi lời chào từ biệt tới Giám đốc truyền thông Hop Hicks, một trong những phụ tá thân tín lâu đời của ông, tại một buổi chia tay tại Hoa Tình Đốn, trước khi lên đường sang tiểu bang Ohio. Vào tháng trước, giữa lúc chính trường Hoa Kỳ trở nên dậy sóng sau sự ra đi của một số giới chức cấp cao, bà Hope Hicks đã tuyên bố từ chức khỏi vị trí giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc. Đây được xem là một điều bất ngờ đối với Tổng thống Donald Trump. Hope Hicks, 29 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Greenwich, tiểu bang Connecticut, một trong gia đình lừng lẫy về nghề quan hệ công chúng. Sau khi tốt nghiệp ngành tiếng Anh tại trường đại học Southern Methodist, cô làm việc tại công ty PR Hilti Strategy. Hicks cũng từng làm phụ tá cho con gái ông Trump, Ivanka Trump, rồi sau đó làm việc cho Trump Organization. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho hay một cựu nhân viên FBI tại Minnesota mới đây đã bị buộc tội làm lộ thông tin mật về hoạt động của cơ quan này cho trang tin The Intercept. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong tuần này đã buộc tội Terry Albury cố ý chuyển tải tài liệu và thông tin liên quan đến quốc phòng cho một phóng viên của một tổ chức truyền thông. Hai tài liệu liên quan cáo buộc này gồm tài liệu đề ngày 17 tháng 8 năm 2011 với nội dung về cách thức FBI đánh giá các thông tin mật. Tài liệu còn lại không đề ngày liên quan những mối đe dọa từ một số cá nhân tại một quốc gia Trung Đông. Theo cáo buộc, thì Albury đã cung cấp các tài liệu này cho một phóng viên trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2017. Danh tính của phóng viên này không được công bố. Terry Albury bắt đầu làm việc cho FBI từ năm 2000 và là nhân viên an ninh chính gốc phi duy nhất của FBI tại Minnesota. Albury được giao nhiệm vụ liên lạc về vấn đề chống khủng bố tại phi trường quốc tế Minneapolis St. Paul. FBI khám phá sự việc sau khi The Intercept đăng tải loạt bài báo về cuối tháng 1 năm ngoái có tựa đề Những quy tắc ngầm của FBI với nội dung tương tự hai tài liệu nêu trên. Cố vấn thương mại của Tòa Bạch Ốc khẳng định không nước nào được miễn hoàn toàn thuế nhôm và thép của Mỹ. Ông Navarro cho biết sự miễn trừ thuế này không phải là một ngoại lệ để họ không phải chịu một khoản thuế nào. Đầu tháng này, Tổng thống Donald Trump đã áp thuế nhập cảng 10% đối với nhôm và 25% đối với thép. Ngoại trừ Liên minh châu Âu và những nước được miễn trừ như Mexico, Canada, Brazil, Argentina, Úc và Nam Hàn. Ban đầu, một số nhà đầu tư ngoại quốc và các nhà kinh tế nghĩ rằng các nước kể trên sẽ được miễn thuế hoàn toàn. Tuy nhiên, thực tế là các quốc gia được miễn thuế vẫn có khả năng phải đối mặt với một hạn ngạch, một giới hạn nào đó về đường thép và nhôm mà họ được phép vận chuyển tới Mỹ mỗi năm. Đó là cách mà cựu Tổng thống Ronald Reagan đã áp dụng đối với Nhật Bản trong những năm 1980. Hôm 27 tây tháng 3 vừa qua, Tòa Bạch Ốc đã tiết lộ hạn ngạch đầu tiên cho Nam Hàn. Cụ thể, quốc gia Đông Á phải cắt giảm khoảng 30% lượng thép xuất cảng hàng năm sang Mỹ, thay vì phải chịu mức thuế nhập cảng là 25%. Quan chức Tòa Bạch Ốc cũng cho biết xuất cảng của mỗi nước sẽ được đánh giá riêng.
mức hạn ngạch 30% của năm hàng không được áp dụng đồng loạt cho các nước khác. Và chuyển sang phần tin thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỷ nghệ hôm nay tăng là 254.69 điểm, ngừng lại ở mức là 24.103.11 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay tăng là 114.22 điểm, nhưng lại ở mức là 7.063.45 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay tăng 35.87 điểm, ngừng lại ở mức là 2.640.87 điểm. Phần lời công cổ phiếu 10 năm là 2.74%. Giá dầu thô hôm nay là 64 Mỹ Kim 94 cents một thùng dầu thô, tăng 42 cents một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ hôm nay là 1.327 Mỹ Kim 30 cents một ounce vàng, thấp hơn 14 cents một ounce vàng. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào hôm nay là 36.720.000 đồng một lượng, bán ra là 36.790.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, một Mỹ Kim hôm nay đổi được 22.820 đồng tiền Việt Nam. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán. Sau một vài thông tin bảo trợ cho chương trình, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin giải trí.